Ê, chị cô chú ơi, hiện tại bây giờ là 12. Hả? Hiện tại bây giờ là 12 giờ rưỡi trưa, cô chú coi chay nè. Cả nhà bắt ba ghế ra đây ngồi phơi nắng cho ấm. Nó kêu con mẹ ngồi xuống phải không? Xìu xích ra gì chay, chay coi chay trong cái camera nè. Được không? Coi coi chừng rắn á nha. Hả? Ai làm neo cho ai làm neo cho con hả? Mẹ làm chứ ai? Trời ơi, con nó thấy nó mà thấy con hả? Cái gì đó? Đi đâu á? Đi đâu? Đi hết bình là đi gì? Lúc trời, trời, trời. Lúc này nói tiếng Mỹ không à? Nó mà thấy con đứng con tha cái dưỡng môi vô 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 cái miệng con là nó đứng đứng nhìn chăm chút, đứng nhìn chăm chỉ là bắt đầu chu cái mỏ ra. Ý là cho con vậy đó. Điệu gì điệu ghê thật chứ. Đưa cái kiến tèo tèo với kiến lên đậu đã không? Gì mà liên quan tới làm đẹp là không có vắng bóng bả đâu nè. Hả chị? Tao đừng có làm gãi cái kiến á. Cái kiến đó là hồi bữa tính mua về cho ba ly mà quên đó, để quên đây đó. Đi đi ra cái gì đó. Mai mốt mua cho em hai ba ly nha. Mua mà đem về mà quên đem về đó. Trời ơi đẹp. Mẹ bye bye. Mẹ bye bye hả? Bye bye con. Bởi cô chú đó ăn ngoài đây, cô chú vừa sợ chay nè, sợ chay đi rồi chay chạy nhảy xuống sông tắm đi. Nhảy xuống sông tắm đi. Hả? Tắm ở trong nhà hả? Không, nhảy xuống sông kìa, quá trời nước kìa, nhảy xuống tắm. Không tắm hả? Lý do nói cho cô chú nghe coi. À, anh đến chạy xe hả? Anh chạy xe con sợ hả? Mà bây giờ con nói cho cô chú nghe nè, con có muốn nhảy xuống sông tắm không? Nói. Không. Không, đúng rồi. Cô chú sợ quá trời sợ luôn. Cái sông nó cặn nhấp gì đâu mà xù mà lạnh lạnh, con nói mẹ lạnh ngắt chứ đâu phải mà ấm y như Việt Nam mà. Ấm quá đâu, có bà muốn tắt nước vô duyên không, chạy đằng đó thế, chạy đằng đó nó hỏi ai ỉa có được không? Chạy á. Where's your flip flops? Baby, she asked who pooped there. Oh. Maybe she saw a poop. Or maybe it's a goose. Ai á, chay cái gì đằng đó hả? Cái gì đằng đó hả? Cái gì? Mà sao con không con sao mà sao con không muốn tắm vậy? Tắm sao? Tắm là sao? À, tắm là nước là ngoại, nó nói tắm là nước là ướt rồi đó ngoại. Ướt đồ rồi, đúng rồi. Ướt 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 bắt kiến luôn, đúng rồi. Tắm là có con cá nó cắn nha. Trời ơi, mà cái nước nó lạnh ha, con nói thiệt. Con nói mẹ cái nước này mà tới mùa hè vẫn còn lạnh mà. Tại vì cái nhiệt độ lạnh nó không có giống như của Việt Nam mình đó ba. Hồi là tại vì là thí dụ như trưa nó lạnh rồi tối, đâu lộn, trưa nó nắng nhưng mà tối nó lạnh lại, nên là cái nước không bao giờ mà nó được ấm như nước của Việt Nam á. Trời ơi cái nước nó lạnh. Phải phải chung phải nói chung là phải cố. Mẹ ố mẹ tắm đây lần mày biết rồi mà. Biết rồi, nhưng mà ở bên con á đâu phải suốt ngày là cái thời tiết tới bằng nhau đâu. Đúng rồi. Sáng sáng khác, trưa khác, chiều khác, tối khác. Đó, bởi vậy cho nên đâu có bình thường. Lạnh dữ lắm. A bird. Con chim á con. Chắc vô để lấy gắn cái loa để cho chay đi xa nói cho cô chú nghe quá. Đi vô đeo professional microphone vô này chay nè. Nó đeo tội nghiệp, nó cứ sợ rớt nó cầm miếng. Biết giữ của mà. Cầm chạy lắm. Để mất kiến vô. Không được kêu. Sao không được? À, kiến ra không được. Kiến vô tối tui, nó đi, nó khó đi. Rồi. Hấp gì? Mắt kiến màu sáng sáng.
Rồi, nói chuyện đi. Nói giờ nói chuyện là cô chú nghe đó. Chay lại coi Lucky kìa chay. Mẹ Lucky à. Ê khoan khoan, để cho ngoại coi đôi dép. Ngoại ngoại coi đôi dép chay nè ngoại. Đâu, dép mới. Ủa ủa, này sao quay. Trời ơi, không bất kỳ nữa. Thế nè, thấy dép chưa chay, kéo quần lên cho ngoại coi dép. Ồ, dép Việt Nam hả? Đâu, mua bên kia Cali á. Không, không, chay chay, mở dép lên cho ngoại coi coi dép này sao vậy, dép mới nè, lẹ lên. Dạ, dở quần lên ngoại coi con. Nè đi. Đi đi, mẹ kéo quần lên cho. Thật thà quá. Đi đi. Đi. Năm ngoái đi Cali giờ về tới giờ năm nay mang vừa luôn thấy không? Chín. Ê, té, té. Thấy chưa? Thấy chưa? Lớn kì, lớn kì. Thấy chưa? Đó là lỗi của ai? À, do mắt kiến em. Mày ra! Mày chạy lên! Gì vậy? Hồi chi lắc kì! Hồi chi lắc kì! Vô đó làm chi vậy? Nhà này của bà Su, nhà này của bà Su á. Hết trời mẹ. Hết trời đi, hết trời đi về. Mẹ muốn kia nơi này. Đi đâu? Muốn kia này, mẹ muốn kia Lucky. Hết gì á? Con kêu Lucky đi. Lucky! Đừng chạy té nữa nha. Hứ? Nước nữa mẹ, nước nữa. Nước nữa mẹ. Hả? Nước nữa. Cái gì con? Nước nữa. Nước nữa hả? Dạ. Hôm qua mẹ chỉ con nhớ cái đó để làm gì không? Ok. Cái đó là để làm gì? Làm nước. Làm nước đúng không? Đúng. Mẹ. À. Đi đâu chay? À gì? Mẹ. Đi đâu? Đi đi đó chị. Không, Lucky ở trong kia kìa, không ở ngoài đây. Không kia mất gì. Quay lại đây, quay lại đây. Hôm nay đi vô à? Hôm nay đi vô chứ. Bye bye nha. Đi đi. Hãy chứ chắc con. Đừng đi. Đừng đi. Đừng đi. Đừng, đừng có nắm kéo tụt quần giờ. Mấy tay. Mày đi. Mày đi kiếm mất gì. Mày đi kiếm Lucky, Lucky ở trong kia kìa. Hãy kiếm mất gì. Hết trời. Ok, giờ đi kiếm mất gì chơi nha. Nó xã hội đen, Michigan đi kiếm Lucky nè cô chú ơi. Trời ơi, mặc bộ đồ pyjama đi kiếm luôn, mang đôi dép Lào, đeo cái kiếm. Đúng luôn. Nói nghe, nó nhìn xuống, nói nhìn xuống. Năm ngoái chưa có mang dừa đôi dép đó mà lựa. Một size lớn hơn, nên năm nay mang dừa. Wow. Gì vậy? Anh này. Hai. Này. Này nào. Này giống con bạc. Hả? À, con muốn qua bên đó đó hả? Dạ. Qua bên đó rồi chị. Không chơi này. Đó, cái đó đâu phải park đâu. Anh này. Cô chú thấy phong cảnh bình nhận cây đẹp không? Không bác. Bởi trước nhà cũng có sông nè. Trước nhà này cũng có sông nè. Ở bên đó cũng qua được. Tài xe. Không có bên này, có được bên kia luôn. Người ta hỏi có muốn đậu thuyền ở đó không? Chay ơi, xe nghe chay. Về nhà chiếc chay thì quên đưa má cho một qua bên chay. Xe nha. Nếu
kiến vô, đem kiến vô. Đi ở trong lề, ở ngoài đó xe. Ừ, xe chặt quá. Xe chặt quá. Xe chặt quá. Mệt quá. Mệt quá. Tới năm tới mang cũng còn vừa đó. Ừ. Cái nào chờ. Cái A, B, C, A, S. Cái A, B. Cái A, B, C, A, S. A, B, C, A, S. Chính cô này. Bé mi con. Không, tự đi cho phép vô con. Giỏi quá. Nắng ngồi. Đúng rồi, đi vô đây. Màu blue. Màu blue, đúng rồi. Nắng nó màu xe. Màu xe, đúng rồi. Mẹ uống ai sẽ chiều. Con muốn gì? Uống ai cho chiều. Muốn gì? Uống ai cho chiều. Ồ, con à, con muốn chạy đuổi bắt á hả? Dạ. Chạy đuổi bắt mà nó không chạy đuổi bắt nó nói gì vậy? Nó muốn bắt. Con nói mẹ ơi, con muốn chơi đuổi bắt. Mẹ có chạy chơi bắt. Đuổi bắt. Đuổi bắt. Đúng rồi. Nói lại nè, mẹ ơi, con muốn chơi đuổi bắt. Mẹ kêu muốn chơi với cựu bắt. Đúng rồi. Mà con tên gì vậy? Mẹ đi. Mà con tên gì vậy? Mẹ uống ai cá siêu. À, hồi tối hôm qua cái coi cái video mà bà ngoại bà nội ăn bầu ngư á. Mô phẹt nữa kìa, dây nhớ mô phẹt nằm chỗ nào không? Dạ. Mô phẹt đâu? Mô phẹt. Đấy. 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 Đừng có đụng vô cái áo, đụng vô cái áo nó bị giấy cái đó. Này. 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 Con chay một giờ mấy nó mới ngủ mà. Cái gì? Mô phẹt đó. Con nhớ không? Con nhớ hôm qua con mua phẹt không? Thì sao? Sợ mô phẹt. Sao sợ mô phẹt? Thì sợ mô phẹt. Con đi trúng mô phẹt hả? Trời ơi, tự nhiên vô đây trúng mô phẹt. Vô lý quá, mô phẹt thương con mà. Ừ. Đi sợ. Hả? Đi sợ. Sao sợ? Đi sợ này. Chứ sợ. Mày chơi xả. Chơi xả mô phẹt hả? Dạ. Mày sao mô phẹt làm gì mà chơi xả? Chơi xả hung. Chơi xả hung hả? Dạ. Vậy thôi chơi đừng hung, chơi lại chơi lại mô phẹt thôi chứ đừng hung. Dạ. Mày chơi cháu con. Đi. Bắt đi này. Đâu? Bắt đi. Nó kỳ trốn trong đây hả? Dạ. Trời ơi.
chơi, thì nãy giờ chơi với mẹ đi kiếm Lucky quá trời luôn, mà Lucky trốn ở đây. Lucky là lúc này nè, Lucky nằm đây nha, cái nhà của chơi với mẹ chơi ở đây. Đó là Lucky nằm ở đây một cây này. Lucky nha, Lucky bị chơi phát hiện rồi nha. Bị chóp chỗ này. Chơi anh đó có con chó kìa chơi. Anh Jacob có con chó kìa. Hôm nay coi chó rồi chết rồi con hai.